của nhóm mở. Điểm của nhóm trưởng là nhiêu em nhớ không? Dạ, em cũng không nhớ. Sao em không nhớ? Tuần trước á, kỷ lục của nhóm em là cũng khá là nhiều bạn 100 điểm. Riêng em là 65. Phục Nhi 65, đúng không? Sao điểm của mình mà không nhớ gì hết vậy? Tiên Linh tuần trước 87. Vậy thì qua tuần 6 này, nhóm mở có gì tiến bộ hay không? Anna, Nini, Phục Nhi, Tiên Linh, Lệ Trang, tất cả 100 điểm. Thiệt luôn á, em không tin luôn á. Riêng Mochi thì 90. What? Cho sao? Em hỏi là lý do vì sao? Ngày 1 tháng 6 em có vắng học một buổi. Nhưng mà trong quy định á là phải xin trước 24 tiếng. Mà em xin sát giờ quá, cho nên là chị không tính là em vắng có phép được. Cho nên là vắng không phép thì em sẽ bị trừ 10 điểm. Cho nên bữa sau mấy bạn lưu ý rằng là nếu mà mình có nghỉ phép, mình vắng vấn đề gì đó mà mình có thể kiểm soát được trước thì mình phải email từ sớm để cho cô hoặc là công ty có thể sắp xếp được lịch cho các em. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, nhưng mà tại vì kiểu lần này là công việc đột xuất, thế nên là em cũng không. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Thi chuyển cấp với mọi người, thế nên là hiện tại thì em vừa bị tụt hạ, nên là mọi người cũng hãy giúp em nhờ, I love you.